Chào quý sơ, kính chào quý ông bà và anh chị em. Thánh lễ hôm nay chúng ta dâng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây. Linh hồn Linh mục Thomas Vũ Đình Hiệp mới qua đời ở Việt Nam. Linh hồn Tam Minh cũng mới qua đời ở Việt Nam. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta lại được chứng kiến một cuộc nhập thể có một không hai trên trái đất của chúng ta, đó là ngôi lời Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Và Ngài xuống thế ban cho chúng ta ơn cứu độ để chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa luôn tỏa sáng và lan rộng khắp nơi trong mọi cõi lòng của mỗi người chúng ta. Với tâm tình chúng ta bước vào thánh lễ hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả là người mà được Thiên Chúa đặt tên là một vị tiền hô giới thiệu Đấng Messiah cho nhân loại và rửa tội cho họ. Chúng ta cũng được rửa tội trong tình yêu của Thiên Chúa và Chúa Chúa Thánh Thần, và chúng ta luôn luôn xứng đáng là sứ giả tình yêu của Thiên Chúa đến tận cùng thế giới. Chúng ta hãy thinh lặng một giây lát, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tối hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng sinh của Con Chúa, người là ngôi lời đã không quẳng mặt lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng con. Xin người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn, thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách tiên tri Malachi. Đây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, ta sai sứ thần ta đi dọn một con đường trước mặt ta, và bỗng chốc đấng chủ tế các ngươi tìm kiếm, sứ thần giao ước các ngươi mong ước, người ngự đến trong thánh điện người. Này đây, người ngự đến, Chúa các cơ binh phán: Ai biết được ngày nào người đến? Ai đứng vững mà trông xem người? Vì người như ngọn lửa hỏa lò, như lá thuốc của phường thợ giặt. Người sẽ ngồi nung nấu luyện bạc, sẽ tẩy luyện con cái Lê-vi, lọc chúng nó như vàng như bạc, để chúng trở thành cho Chúa những người dâng lễ tế trong công chính. Lễ tế của Giuđa và Jerusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa, như những năm đầu. Này đây,
Ta sai tiên tri Elia đến cùng các ngươi trước ngày trọng đại và kinh khủng của ta. Người sẽ hoán cải lòng cha ông về lại với con cháu, và lòng con cháu trở về cùng cha ông, kẻo ta ngự đến tiêu diệt địa cầu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đọc đáp ca. Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các ngươi đã gần đến. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các ngươi đã gần đến. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các ngươi đã gần đến. Tất cả đường neo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các ngươi đã gần đến. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia, lạy Đức Emmanuel, là vua và là đấng ban lề luật. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin hãy đến cứu độ chúng con. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến ngày sinh, bà Isabê hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zachariah của cha nó mà đặt tên cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng: không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên là gì. Ông xin một tấm bảng và viết tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Thiên Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ, quý ông bà và anh chị em, cái tên rất quan trọng cho một con người. Nó sẽ đi với họ cho đến suốt cuộc đời. Theo phong tục tập quán của hầu hết mọi sắc dân trên thế giới, nhất là các nước Á Đông và những người nước Tiểu Á, thường cha mẹ đặt tên cho con của mình, hay một vị trọng vọng đầy uy tín trong gia tộc được mời để đặt tên cho con cháu trong gia tộc. Có những bậc cha mẹ đã suy nghĩ một cái tên trước khi chúng ra đời.
Họ thường đắn đo suy nghĩ, nhất là những người Kitô hữu của chúng ta, còn cầu nguyện xin ơn trên soi sáng để đặt tên cho con của mình. Và khi làm như vậy thì Chúa sẽ chúc phúc cho con của họ trong suốt cuộc đời của chúng. Nói chung, cha mẹ đặt tên cho con phải đẹp và phải có ý nghĩa. Đôi khi cái tên có thể ảnh hưởng chúng hết cả cuộc đời. Thường cái tên nói lên tính cách con người, và con người phản ánh được ý nghĩa của cái tên người đó. Kính thưa quý bà và anh chị em, ông bà Zachariah và Elizabeth chắc chắn rất sung sướng và hạnh phúc khi chính ông bà đặt tên cho con đầu lòng của mình. Và người con này sẽ lấy tên của ông là Zachariah để nối dõi tông đường, đồng thời được ghi trong gia phả tên của cha truyền lại cho con. Nhưng khi con trẻ được 8 ngày, theo phong tục thì họ sẽ làm phép cắt bì và lấy tên của cha là Zachariah. Nhưng bà Elizabeth nói: "Không, tên cháu là Gioan." Và chính ông Zachariah cũng xác nhận điều đó, tên cháu là Gioan, sau khi viết trên miếng bảng. Điều lạ thay, khi ông đã đặt tên cho con mình xong thì ông Zachariah liền nói được. Ông không màng gì đến bà con láng giềng đang sầm sì bỡ ngỡ. Ông mở lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa ngay lập tức. Quả thật, chính Thiên Chúa đã đặt tên cho con của ông bà, và có bàn tay Thiên Chúa luôn phù hộ cho đứa trẻ này. Gioan là một tên rất bình thường của người Do Thái, và ý nghĩa tên của Gioan là Thiên Chúa tri ân. Điều ngạc nhiên ở đây là hai ông bà đều nhất trí đặt tên cho con mình là Gioan. Đặc biệt hơn nữa là theo truyền thống Kinh Thánh, Thiên Chúa đặt tên cho ai thì người đó thuộc về Thiên Chúa. Người đó thuộc được Thiên Chúa tuyển chọn. Tên Gioan nói lên con người và sứ mạng của Ngài. Bởi chính Gioan được Thiên Chúa đặt tên, và chính Gioan là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại nói chung và ban cho ông bà Zachariah và Elizabeth nói riêng. Thiên Chúa luôn tỏ lòng xót thương cho những ai kính sợ Ngài. Và chính Thiên Chúa đã giải thoát bà Elizabeth khỏi nỗi ô nhục không con. Theo truyền thống và quan niệm của người Do Thái, người phụ nữ mà không có con là người vô phúc, không đẹp lòng Chúa. Chính Chúa đã can thiệp vào sự đau khổ tủi nhục của bà Elizabeth, và bà có thể ngẩng cao đầu mà chúc tụng Thiên Chúa. Đồng thời, bà có thể hãnh diện được Thiên Chúa chúc phúc trước mặt bà con láng giềng của mình. Trình thuật phúc âm hôm nay về ngày sinh của Gioan được công bố trước ngày lễ vọng Giáng sinh đã nói lên tầm quan trọng của sứ mạng của Gioan, là vị tiền hô kêu mời nhân loại và giúp nhân loại đón nhận ngôi lời nhập thể của Thiên Chúa. Gioan kêu gọi con người hãy ăn năn sám hối, từ bỏ nếp sống cũ và dọn đường cho ngay thẳng để đón mừng đấng Messiah, đấng Thiên Sai. Tên của Ngài và sứ mạng của Ngài đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và Gioan đã ý thức và sống với ơn gọi của mình ngay từ khi vẫn còn trong bụng của mẹ. Ngày qua ngày lớn lên và trưởng thành, Gioan lại càng ý thức và xác quyết ơn gọi của mình, nên Ngài đã đi vào hoang địa để sống và chiêm nghiệm, để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa cho sứ mạng của Ngài. Ngài đã sống đúng với cái tên mà Thiên Chúa đã trao ban và chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao tặng. Mỗi người chúng ta từ khi vẫn còn là bào thai trong lòng mẹ cũng được Thiên Chúa tuyển chọn để sinh ra trên thế giới này, và cũng được Thiên Chúa trao ban cho một sứ mạng. Cho dù chúng ta là ai hay có làm gì cao sang hèn mọn, thì Thiên Chúa cũng dùng chúng ta
để thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong khả năng riêng của từng người. Chúng ta đừng có bao giờ suy nghĩ là tôi chẳng làm được gì, chẳng có tài cán gì. Chúng ta cần phải có ý tưởng của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Ngài giống như trái ban, khi nào Chúa thích thì Chúa đem ra chơi, khi nào Chúa chán thì Chúa cất đi. Chúa dùng tất cả mọi người, chỉ cần chúng ta biết phó thác và xin vâng. Kính thưa quý bà và anh chị em, cái tên đẹp chỉ có ý nghĩa khi người ta sống đẹp. Cuộc sống đẹp thì dành danh thơm tiếng tốt mới lưu truyền hậu thế. Thánh Gioan, một cái tên rất bình thường đối với người Do Thái thời bấy giờ, nhưng tại sao lại lưu truyền cho hậu thế? Và là Ngài đã sống đẹp, chu toàn sứ mạng và sống đúng giá trị nhân phẩm, nhân vị của mình, nên Ngài đã giữ vững được cái tên là Gioan Tẩy Giả, hay chúng ta gọi là Gioan Tiền Hô. Và cái tên này, con người này, không thể thiếu được trước khi con Thiên Chúa giáng trần, Đấng Thiên Sai xuất hiện. Chúng ta cũng hãy bắt chước Thánh Gioan, Thánh Nhân, sống cho đẹp để cái tên cũng đẹp. Và cái tên đẹp thì ý nghĩa của cuộc sống chúng ta cũng đẹp. Kính thưa quý bà và anh chị em, mỗi một người chúng ta được kêu gọi vào thế giới này đều mang một sứ mạng riêng. Cho dù chúng ta có làm ông này bà nọ hay là người thấp hèn nhất trong xã hội, Chúa cũng dùng chúng ta, dùng cái tên của chúng ta, vì chúng ta được sinh ra là tình yêu của Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, vì chúng ta là độc nhất vô nhị, không có ai giống ai. Hãy chu toàn bổn phận của mình cho xứng đáng để ý của Thiên Chúa được thể hiện trong mỗi người chúng ta. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, đây là của lễ chúng con dâng để tôn thờ Chúa cho phải đạo. Ước chi của lễ này đem lại cho chúng con ơn hòa giải với Chúa. Nhờ đó tâm hồn chúng con được trong sạch để mừng lễ Giáng sinh của Đấng cứu chuộc chúng con, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Ngài là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài: linh hồn linh mục Thomas Vũ Đình Hiệp, linh hồn Đa Minh mới qua đời Việt Nam, các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho cả đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Chúng ta thinh lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang ở trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lý trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh,
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lần chưa kêu thê và theo thể thức người giấy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Gần tới ngày lễ lớn, đặc biệt lễ Giáng sinh năm nay, tôi có cảm nhận một số người họ phục vụ một cách quên cả quản ngại và mệt mỏi. Họ ở đây từ sáng đến tối đến chiều, và hôm nay, tối nay là có chương trình tổng duyệt đêm quan thức cho vọng ngày mai. Và các em, các bạn, các thiếu nhi sẽ đến và tập hát để tổng duyệt. Chúng ta cầu nguyện cho sự tổng duyệt này được bình an. Và thánh lễ vọng phán sự ngày mai thì canh thức lúc 7 giờ tối và thánh lễ lúc 8 giờ. Xin chúng ta nói lại cho những người thân quen của chúng ta đến để tham dự thánh lễ, một đêm rất trọng đại của cuộc đời chúng ta, đó là Thiên Chúa nhập thể, đó là một đức tin, một tình yêu mà Thiên Chúa đã đến thăm con người. Xin chúng ta hãy đến và tham dự. Và giờ đây chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể, xin cũng cho chúng con được bình an, để chúng con luôn tỉnh thức sẵn sàng như những kẻ cầm đèn cháy sáng đã đón mừng Chúa Giêsu đang gửi đến, người hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý sơ, quý bà, anh chị em. Chúc quý vị một đêm bình an. Cảm ơn.